quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, việc triển khai các chương trình xúc tiến thương mại tại khu vực miền núi, miền Trung Tây Nguyên đã tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị có cơ hội quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm đối tác, tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản chủ lực của các tỉnh tại khu vực này. Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên với các doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến thương mại nằm trong hoạt động của chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 nhằm đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp khu vực quan trọng với sự tham gia của hầu hết các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh miền núi tại khu vực này, với mục đích giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản tiêu biểu, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của khu vực tới các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các nhà nhập khẩu, các nhà thu mua chế biến xuất khẩu Việt Nam cũng như các nhà phân phối Việt Nam tại thị trường nội địa. 2023 đó thì bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu nhiều những cái ảnh hưởng, tác động tiêu cực từ những bất ổn của nền kinh tế thế giới cũng như là những khó khăn trong nội tại của nền kinh tế, thì việc lựa chọn miền Trung là khu vực đầu tiên để tổ chức hoạt động kết nối giao thương giữa sản xuất cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại thì được kỳ vọng là sẽ giúp kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp. Trong những năm qua, công tác xúc tiến thương mại đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông sản, đặc sản của Kon Tum. Qua đó, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh, mà còn giúp doanh nghiệp tìm được các hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với nhiều tỉnh thành và các trung tâm thương mại, siêu thị trong cả nước. Được biết, hiện Kon Tum đang tích cực triển khai đề án, đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ có 25.000 hectare các loại cây dược liệu, trong đó có 10.000 hectare sâm ngọc linh. Trong thời gian qua, tỉnh cũng đã tập trung phát triển các sản phẩm thế mạnh. Các sản phẩm của tỉnh thì ngày càng đa dạng và phong phú về chủng loại, có chất lượng cao. Trong các sản phẩm của tỉnh thì có sản phẩm được chú trọng nhất, đó là sâm ngọc linh của Kon Tum. Thì trong thời gian qua, tỉnh cũng đã hỗ trợ để phát triển vùng trồng, phát triển cái nguồn giống gốc của sâm ngọc linh và hỗ trợ cho việc chế biến sâu các sản phẩm từ sâm ngọc linh để có các cái sản phẩm chất lượng cao nhất. Đối với Gia Lai, các sản phẩm nông sản đặc sản tiếp tục phát triển bền vững, mang đặc trưng vùng miền núi Tây Nguyên. Năm 2023 này, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến thương mại để sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Đến nay, tỉnh đã xây dựng được 5 điểm bán sản phẩm OCOP như cà phê, thịt bò một nắng, muối kiến vàng, hạt mắc ca, sa chi, măng le rừng, gạo, yến xào trên địa bàn tỉnh để quảng bá, phục vụ nội địa và khách du lịch. Triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay, toàn tỉnh đã có 214 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao cấp tỉnh. Tỉnh cũng đã xây dựng được website sàn giao dịch thương mại điện tử sản phẩm OCOP Gia Lai. Gia Lai là một cái vùng đất gọi là có mặt hàng nông sản rất lớn. Ví dụ như là những cái mặt hàng nông sản hiện nay đã có những cái truy xuất nguồn gốc là như mặt hàng chanh dây, chỉ dẫn địa lý cũng có, và những cái mặt hàng như là mã đóng gói, mã bao bì và mã vùng trồng thì có nhiều năng lực. Thị trường trong nước thì thật ra là các cái thành phố lớn là cũng vẫn là một cái thị trường tiềm năng. Kết quả đem lại của những cái thị trường lớn này cũng là những mặt hàng chủ lực mà tiêu thụ rất mạnh của các cái doanh nghiệp tham gia. Lâm Đồng là tỉnh sản xuất nông nghiệp lớn, nổi tiếng. Các sản phẩm chủ lực như cà phê, chè, hoa và rau chiếm tỷ trọng gần 50% GDP của tỉnh. Thời gian qua, Lâm Đồng đã phát huy được lợi thế từ việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc sản tới người tiêu dùng trong nước. Nhờ đó, hàng năm có khoảng 80% sản lượng nông sản của Lâm Đồng đã được cung ứng cho nhiều thị trường lớn trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh miền Tây. Thị trường của Lâm Đồng là có tiềm năng thế mạnh về lĩnh vực thương mại là hàng nông sản đa dạng phong phú và rất nhiều sản phẩm. Các sự kiện mà các cái khu vực, các vùng là trung tâm đều xây dựng kế hoạch tham gia ngay từ đầu năm và đã được tỉnh, ủy ban tỉnh phê duyệt có kế hoạch chương trình cụ thể, mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh họ đăng ký tham gia. Và đồng thời là khi tham gia đó thì doanh nghiệp cũng chủ động là liên kết với các cái siêu thị, các nhà phân phối, các nhà đại lý để làm sao là kết nối tiêu thụ cho sản phẩm cho các doanh nghiệp của Lâm Đồng. Có thể nói giai đoạn vừa qua, hoạt động xúc tiến thương mại là công cụ hiệu quả cho việc triển khai mục tiêu dài hạn cũng như ngắn hạn cho thị trường trong nước. Các sản phẩm nông sản đặc sản, sản phẩm OCOP là lợi thế, thế mạnh của khu vực miền núi miền Trung Tây Nguyên.
Để đưa các sản phẩm này ra thị trường thành công, rất cần các chương trình như hội chợ, triển lãm, chương trình xây dựng thương hiệu, truyền thông, quảng bá, kết nối doanh nghiệp phân phối với doanh nghiệp sản xuất. Trong thời gian tới, hoạt động này cần được tiếp tục đẩy mạnh và phát huy lợi thế hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương quảng bá trực tiếp sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế, tiếp cận và nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, thích ứng với xu hướng thị trường nội địa hiện nay.